Xin chào và cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. Vâng. Thưa ông có bình luận gì khi lần đầu tiên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra một báo cáo khá là tổng quát về các quỹ tài chính ngoài ngân sách hiện nay? Tôi cho rằng đây là một việc làm hết sức cần thiết để giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, và đồng thời với đó là để giúp hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để làm sắp xếp, đồng thời là nâng cao việc sử dụng cũng như là hiệu quả của từng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cũng như là toàn bộ hệ thống các quỹ nhà nước ngoài ngân sách. Và như Chủ tịch Quốc hội nói thì bên cạnh đó còn xử lý mối quan hệ giữa ngân sách nhà nước với cả các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà chúng ta biết nó đều nằm trong một cái hệ thống gọi là tài chính công. Theo báo cáo của đoàn giám sát thì có 48 quỹ ở trung ương và địa phương. Đó là những quỹ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi rà soát thống kê được. Ông có cho rằng còn những loại quỹ do xã, do thôn huy động trái quy định của pháp luật cũng không phải là hiếm hay không? Với cái con số như anh nêu là 48 cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thì tôi cho rằng đó là những cái quỹ lớn và cơ bản và cũng có dựa trên các cái quy định thu chi có cái cơ sở căn cứ pháp luật. Thế còn có thể có một số lượng khá nhiều những cái quỹ mà hiện nay chúng ta chưa kiểm tra, kiểm soát hay là giám sát được, hay thậm chí cái quá trình hình thành các quỹ đó là cũng không theo một cái quy định nào cả, và nó cũng là cái môi trường hay là cái bối cảnh để giúp dung dưỡng cho cái tệ nạn tham nhũng hay là sử dụng các cái nguồn thu từ người dân một cách là tùy tiện. Trong phiên họp hôm qua, các đại biểu cũng đã nêu bật những tồn tại của các cái quỹ này, thậm chí là có quỹ thu cho việc này nhưng mà lại dùng vào việc khác, hay là việc chi cho cái quản lý quỹ còn thậm chí còn lớn hơn cả hoạt động của quỹ. Theo ông thì vì sao những cái quỹ mà nhiều bất cập như vậy nó vẫn cứ tồn tại dai dẳng trong những năm vừa qua mà chưa thể loại bỏ được? Trước hết đó là chúng ta thấy cái quá trình hình thành ra các cái quỹ tài chính nhà nước và ngân sách thì đều dựa trên một cái cơ sở căn cứ pháp luật nào đó mà chủ yếu là cấp quy định ở luật hay là các nghị định. Thì trong một thời gian khá dài để biện minh cho cái việc là cần có cái nguồn tài chính, đồng thời cũng là để quản lý tài chính cho một số các cái hoạt động được quy định trong một số các cái luật hay là trong các cái nghị định được tốt hơn, thì đều đề xuất cái việc là hình thành các cái quỹ. Do đó thì cái đầu tiên đó là cái việc mà hình thành tương đối tràn lan các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, mà trong đó cũng có phần lỗi của các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là các thông lệ hay là thói quen của chúng ta liên quan đến việc hình thành các cái quỹ. Thứ hai, khi chúng ta triển khai các quy định pháp luật thì có khá nhiều quỹ mà thực ra thì nó không đáp ứng được cái yêu cầu về sử dụng các cái quỹ đó phục vụ cho các mục tiêu, hay có thể là các cái mục tiêu ban đầu thì đã bị biến dạng đi, vai trò hay ý nghĩa của các cái quỹ đó là không còn nữa. Cái vấn đề thứ ba là bản thân cái quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thì nó làm cho cái việc là phân tán các cái nguồn lực tài chính của nhà nước. Bên cạnh đó thì do chúng ta thiếu một cái cơ chế quản lý chung về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đặc biệt là các khoản thu, khoản chi của nó là tương đối đa dạng và rất khó kiểm soát, nên nó gây ra cái tình trạng là thất thoát, lãng phí, tham nhũng, hay thậm chí kể cả như anh nói, tức là chi phí để cho vận hành cái quỹ đó thì còn chiếm gần như là toàn bộ cái phần mà thu được, cái nguồn thu của quỹ chẳng hạn, hay là còn rất nhiều các hiện tượng khác nữa. Vấn đề đặt ra là làm sao để loại bỏ ngay các loại quỹ này, bởi để lâu thêm ngày nào thì gây bức xúc thêm ngày đó ạ. Đầu tiên chúng ta phải rà soát lại các hệ thống văn bản pháp luật. Như tôi đã nói, phần lớn các cái quỹ có quy mô lớn, có cái tác động lên toàn xã hội thì đều có cái căn cứ là các cái luật hay là ít nhất là các cái nghị định của chính phủ. Do đó thì cái việc mà rà soát lại các cái quy định trong luật và các cái nghị định để làm sao mà giảm tới mức thấp nhất cái việc mà yêu cầu và sau đó là hình thành ra các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện một cái chức năng nhiệm vụ nào đó mà theo cái quy định của luật hay nghị định là chúng ta phải giảm đến mức tối thiểu. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay như Quốc hội đang làm đó là rà soát từng cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, phân loại và chỉ giữ lại cái quỹ nào là thật sự cần thiết và có hiệu quả, còn lại thì cơ bản và cần phải dẹp bỏ những cái quỹ mà nó đã hết cái vai trò, cái ý nghĩa, hay thậm chí nó làm méo mó các nguyên tắc vận hành của kinh tế cũng như là tài chính, và chưa kể đến các vấn đề về tham nhũng, tham ô, thất thoát hay là lãng phí sử dụng các cái quỹ này. Cái vấn đề thứ ba đó là chúng ta cần phải có một cái hệ thống từ pháp luật cho đến quản lý, tức là một hệ thống thể chế để làm sao mà sau cái đợt chấn chỉnh cái hệ thống các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách này
thì cần phải ngăn chặn sớm cái việc là tái diễn hình thành ra các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mới trong cái thời gian tới. Trong các giải pháp ông đưa ra thì ông luôn nhấn mạnh cái yêu cầu đầu tiên đó là rà soát lại quy định của pháp luật thành lập cái quỹ này, tạo sự thống nhất để mà tránh cái tình trạng lập quỹ tràn lan như hiện nay. Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết là đang có tư duy là ra luật thì phải kèm theo quỹ. Dẫn chứng là luật phòng chống tác hại rượu bia vừa rồi, khi thấy Quốc hội không mặn mà với việc thành lập quỹ thì có ý kiến đã bày tỏ là không có quỹ thì ra luật làm gì. Ông có bình luận gì về tư duy như vậy? Đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến cho việc hình thành các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trong cái thời gian vừa qua có thể nói là không kiểm soát được, chứ chưa nói đến việc là hoạt động của các cái quỹ đó như thế nào. Do đó thì phải bỏ cái thói quen hay là cái tư duy về việc là bất kể một hoạt động nào đó mà nó gắn với việc là việc ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật thì đều kèm theo các yêu cầu về thành lập các cái quỹ tài chính nhà nước này ngân sách, cần phải loại bỏ cả về mặt tư duy cũng như là về mặt nhận thức. Tôi vẫn muốn quay trở lại về cái câu chuyện loại bỏ những cái quỹ bất hợp lý hiện nay. Vấn đề đặt ra là loại bỏ bằng cái cơ chế nào? Ngoài cái việc rà soát về pháp luật thì ở đây vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ra được cái nghị quyết, nhưng quan trọng khi mà đi vào thực hiện thì lại chính các cái bộ ngành, hội đoàn đó lại là cái đơn vị mà tự phải đi rà soát loại bỏ cái quỹ của mình. Thì ông có cho rằng chính cái điều này sẽ dẫn đến cái sự chậm trễ và rất là khó khăn trong việc mà tự chặt bỏ cái lợi ích của mình đi? Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ, không thể trông chờ các cái cơ quan quản lý quỹ hiện nay họ tự rà soát, phải là cơ quan quản lý cấp trên của các cái đơn vị mà hiện nay đang được giao là nhiệm vụ quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước và ngân sách. Và trong đó thì có lẽ là cái vai trò quan trọng nhất là vai trò của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và nếu trong cái trường hợp mà khối lượng công việc quá lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay là Quốc hội không đủ thời gian để thực hiện thì một phần sẽ giao cho chính phủ, chứ tuyệt đối không thể giao cho các cái bộ ngành cũng như là các cái hội đoàn hiện nay đang quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện cái việc này được. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế với phần bàn luận vừa rồi.